phương anh châu khuyên chị ni hồ tiền đi sai nước cờ bị bông hậu quay xe trong những ngày vừa qua sau khi chị ni trở về việt nam thì vẫn có nhiều chuyện xung quanh vấn đề chị ni mãi không thôi nhất là cái đám đã ngã về phía đại gia đình nhà cô sáu thì suốt ngày cứ ni ma cô ni ma cô lên nói ra rã và hình như chị ni vẫn chưa có phát đơn kiện những nhân vật này cho nên họ vẫn còn mạnh miệng dữ lắm ngoài ra cũng có những mâu thuẫn nội bộ ở bên phía của chị Ni có nhân vật tên là Thảo lúc chị ni bên Mã Lai thì chị Thảo này là người đã lên tiếng bên vực chị ni cô đã nói bất chấp tuổi Hầu Tiền kể cả anh chị rồi nhưng có điều hình như chị Thảo vì thương chị Ni quá hay gì mà lại nghi ngờ luôn Trương Bảo Xuyên và Hồng Long cô đã đáp trả lại khi Trương Bảo Xuyên nói rằng bây giờ ai yêu thương chị ni thì hãy nên im lặng cũng như là chờ những người trong nhà lên tiếng thì mới là tin xác thực còn những ai mà tự xưng là chị em với chị ni thì cũng đừng có tin và chị thảo đã đáp trả trương bảo xuyên. mày bớt dẫn dắt những người không biết tao không cần câu lai like, câu quiu nổi tiếng hay ăn hôi theo đu bám ra ma con vô ơn mà sống ai dính vô nó đều có chuyện kẻ đi tù người thì mất danh tiếng như ca sĩ nguyên vũ bi thái tử mì xào bãi màu ngoài ra còn có anh hai bàn thờ cô bông hậu từ đó mới có chuyện trí cảnh hồng loan trương bảo xuyên không ưa chị thảo này mặc dù chị ni khi về nước thì có cảnh là chị thảo cũng đang ngồi ăn tiệc chung với chị ni nhưng mà mọi người phía hồng loan thì lại không ưa chị thảo cho đến ngày hôm qua trí cảnh đã lên bem luôn chị thảo trí cảnh còn có cuộc gọi điện đến mẹ của chị ni để xác nhận rằng chị thảo này có liên quan gì đến gia đình của chị ni hay không thì mẹ của chị ni nói rằng không trước làn sóng tẩy chay của trí cảnh thì chị Thảo mới đưa tin nhắn giữa mình với chị Trinh. Ê, chị Trinh này là ai? Chị Trinh là người cung cấp mỹ phẩm cho Hồng Loan. Chị Trinh này có viết như sau. Chị Thảo, thật sự, tới giờ em cũng không rành chị Ni làm nghề gì. Giờ bị bắt như vậy, làm tụi em cũng chớ giới. Đáng lý, bị như vậy, chị phải xử lý xong, chớ lên làm đại diện, nổi đình nổi đám cho bên kia nó hại. Giờ thê thảm không dám lên tiếng, mà cũng biết nói gì nữa đâu. Ý chị Trinh này là nói mình rất nghi ngờ chị Ni và đang nghi luôn giữa Hồng Loan và chị Ni đang có sự rạn nứt nội bộ. Đây là lý do mà chị Thảo nói Hồng Loan là con vô ơn. Ngoài ra, chị Thảo còn xin lỗi mẹ của chị Ni, xin lỗi người mẹ đã vừa trải qua một cú sốc với người con gái yêu thương của mình. Kính thưa bác gái, con xin lỗi bác gái vì con mà bị mang lên drama. Con chưa bao giờ làm phiền bác và chưa bao giờ liên hệ. Con biết bác vô tình bị cho vào cuộc. Vì không có sức ép nào để hạ bệ được con Con cầu cho bác được bình an Yên tâm bên gia đình Dưới bài viết của chị Thảo Thì chị Ni có giao bình luận Thảo nên vô Youtube của Phương Anh Bánh Thét Nghe đi, xác định những thông tin lại dùm em Em đang tu dưỡng Để em tu chồng em Chị Ni còn nói Thảo đã từng bảo vệ em Thì em cảm ơn Nhưng cũng không có nghĩa em đồng tình cách Thảo bảo vệ em Cuộc đời của em sai là sai Đúng là đúng, không nói bậy được đây là những gì chị ni đã lên tiếng chị ni cũng không đồng tình về cách cư xử của chị thảo và sau đây hãy nghe phương anh bánh thét đã khuyên chị ni như thế nào khi chị ni trở về việt nam cụ thể thì phương anh bánh thét đã nói khi con ni bị chuyện thì nó đi vòng vòng nó nói ni sẽ không về lại và nó nghĩ là con ni sẽ không bao giờ ra không bao giờ được về cái nó muốn lộ mặt luôn đó là nó muốn đứng về phía thằng hai bóng với con le le luôn nhưng mà không ngờ ông trời ổng được lòng người chị ni cũng nói tiếp không ai thương ai hết khi có chuyện rồi mình mới biết mình mới thấy thương chính bản thân của mình không ai chết thay cho mình cả không ai chết thế cho mình và không ai sống thay không ai sống thế và không ai đi tù thay cho mình mà cũng không có ai giúp cho mình được tự do cho nên tất cả mọi chuyện là mình phải phòng ngừa và mình phải phòng hờ tiểu nhân thì chỉ có những kẻ ở bên cạnh mình mới có cơ hội để làm tổn thương mình. Cho nên, nói thì nó hơi thừa một chút. Bởi vì, Ni là một người lớn và đã từng trải đời và trải nghiệm, thì chắc chắn Ni sẽ biết làm như thế nào. Sau khi Ni đã trải qua một giai đoạn rất là gây gốm, cho nên đừng có nghĩ là người ta như vậy là tốt với mình. Có những thứ người ta không mua được bằng tiền, nhưng người ta sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Mà những người mà hại mình thì chỉ có những người ở bên cạnh mình mà thôi mà họ hay trọng dụng những người ở bên cạnh của mình để mà hại mình bởi vì những người đó mới tiếp xúc với mình được tới gần mình chứ còn người xa mình không biết gì mình không hiểu mình không tới gần được thì làm sao mà họ có thể hại mình được cũng giống như một cái câu chuyện ngày đi ngày về của ni thì tự nhiên ai mà biết chỉ có những người biết thì mới hại mình thôi chứ còn mà người không biết rồi thì làm sao mà họ hại mình cho được thì người thân với mình mới là người càng thân thì càng cơ hội hại mình cái phần trăm nó càng cao bây giờ mấy anh chị nghĩ đi khi con ni nó thoát được ở bên mã lai rồi về lại việt nam tụi kia nó có để cho con ni yên ổn không chắc chắn là không có chúng nó sẽ tìm bằng mọi cách để hại tiếp tục nó không cho người đánh đập không cho người hại những cái chuyện xấu nhưng nó sẽ làm bằng cái cách khác nhẹ nhàng và im đẹp người ta bị trúng độc là tại vì cái độc nó không có mùi vị cho nên chúng ta mới bị trúng độc và tốt nhất trong thời điểm này ni nên bớt tiếp xúc lại những người không cần thiết thì ni nên bớt gặp mặt đi và cả thiệt tùng cũng đừng có nên đi tôi khuyên bà và thật sự thì phương anh châu đã lo lắng cho chị ni là không có thừa nhiều khi người thân thiết với mình cũng có thể đâm sau lưng mình bây giờ an toàn của chị ni là trên hết khi phiên tòa đã cận kề chị ni mà lơ là mất cảnh giác mình ở ngoài sáng còn kẻ thù thì ở trong tối chị ni bên mã mà tụi nó còn hại được thì huống hồ gì chị ni về việt nam thì rất gần với kẻ thù của mình việc chị thảo hồ nghi hồng loan đâm sau lưng chị ni chúng em nghĩ rằng là thông tin này là sai bởi vì nếu chị ni nghi ngờ hồng loan thì chị ni không bao giờ trở về việt nam những tương tác của hồng loan và chị ni đều bình luận có nghĩa là tình cảm của họ vẫn dạng nguyên nhưng lúc này chị Ni phải thay đổi lịch đi đứng của mình để phía bên đối lập không biết được chị đang đi đâu, về đâu. Nói về chuyện của Hồ Tuyền và Cặp Sồi, mấy ngày qua dường như Hồ Tuyền đã bị cô lập thành một phía khi đã bị Cặp Sồi không còn trọng dụng nữa. Vậy điều gì đã xảy ra khi trước đó vào cái ngày chị Ni bị bắt thì Hồ Tuyền đã lên trên mạng livestream ăn mừng còn kêu tên của vợ chồng của bông hậu lên để cảm ơn. Do đó đã khiến cho khán giả tin rằng vợ chồng của bông hậu là người đã đứng sau tài trợ cho âm mưu của hồ tiền để hại chị ni ở trên đất mã bởi vì muốn bắt được chị ni thì nguyễn đăng đã phải đi qua bên mã lai để nói chuyện với gã người qua trước đó vậy ai là người phải chi trả chi phí cho anh ta chắc chắn phải có một mạnh thường quân nào đó lo chi phí chứ và lý do nữa đó là trong cái ngày chị ni bị bắt thì cặp bông hậu đi uống cà phê mà anh nghệ sĩ nói uống cà phê còn vợ thì thèm nước dừa và một loạt sự kiện tiếp theo sau đó trong buổi tối ngày chị ni bị bắt thì cặp sồi đã lên livestream đính chính luôn câu chuyện tại quán cà phê cô bông hậu không hề chống nạnh làm giọng mẹ như lời chị ni đã nói sau đó còn chửi luôn má tư quốc thanh và cả hồng lon vì sao lại có những hành động như vậy nó rất là trùng khớp trong ngày chị ni bị bắt trước khi chị ni bị bắt tại sao không lên tiếng thanh minh hay là chửi má tư và hồng lon mà lại canh cái ngày chị ni bị bắt thì mới lên thanh minh do đó khán giả đã đặt ra giả thuyết là cặp sồi này có lên có liên quan đến chị ni bị bắt nhưng mà hôm nay cặp bông hậu đã thanh minh rằng mình không hề biết hồ tiền là ai như vậy thì có thể kết luận rằng hồ tiền bây giờ đang bị cái gọi là há miệng mắt quay cô ta đã bị phía việt nam không còn muốn dính dáng gì tới nữa và đổ thừa tất cả mọi chuyện là do hồ tiền sắp đặt và cày vợ chồng cặp sồi vô chứ không hề dính dáng gì tính ra đây là một nước cờ cao tay từ phía cô bông hậu và người đang gặp nguy hiểm bây giờ chính là hồ tiền hèn chi những ngày vừa qua cô ta không hề dám đá động gì đến cặp sồi ở bên việt nam Hầu Tiền đã đi sai một nước cờ và cô ta đang phải phập phòng lo sợ bởi vì ở chung cùng một đất nước với chị Ni đó là nước Mã. Chị Ni không ra tay với Hầu Tiền nhưng những người khác không ưa cô ta thì cũng sẽ cho cô ta biết ăn cơm cà ri là nó sẽ ngon như thế nào.